Thưa quý vị, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đang lo ngại vì cái việc tiêm chích vaccine của Trung Quốc đang khiến cho người dân ở Việt Nam, đặc biệt người dân ở Sài Gòn, tỏ cái thái độ kiên quyết chống Trung Quốc hơn. Thưa quý vị, một cái nội dung quan trọng trong bài nói chuyện hôm nay đó là truyền thông quốc tế đưa tin bởi cái đại dịch COVID-19 mà người dân Việt Nam càng chống Trung Cộng một cách quyết liệt hơn. Theo giới phân tích quốc tế, trên mạng xã hội, người dân Việt Nam than thở với nhau, trong khi các cái quốc gia phương Tây và Hoa Kỳ họ viện trợ ồ ạt các vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam, thì trong khi đó, những người đồng chí tốt của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hà Nội, đó là ban lãnh đạo Bắc Kinh, họ hứa sẽ cung cấp 2 tỷ liều vaccine cho thế giới. Vậy mà người ta bán cho Việt Nam cái số lượng vaccine 5 triệu liều vừa qua với giá tới 9 đô một liều. Nó quá đắt so với giá của các vaccine loại tốt của phương Tây, chỉ ở mức độ 3,2 đô tới 5,4 đô la mà thôi. Tại sao một người anh em của Đảng Cộng sản Hà Nội họ lại chơi đẹp với hàng xóm thân tình của họ như vậy? Theo đó, cái đại dịch COVID-19 vừa qua, đặc biệt về trong cái vấn đề sử dụng vaccine, nó đã khiến cho người dân ở Việt Nam hiện nay đa số là một cái dịp để họ biểu lộ tinh thần chống Cộng sản Trung Quốc. Theo báo chí phương Tây, người Việt Nam bây giờ người ta chống Trung Quốc đến cả vaccine, người ta nói không với vaccine của Trung Quốc. Thưa quý vị, báo chí phương Tây đưa ra những cái ý kiến trong lúc tình hình đại dịch COVID-19 ở Việt Nam với một cái biến chủng Delta đang lan rộng, tỷ lệ tử vong rất cao và vaccine phải được coi là một cái giải pháp được cho là bền vững hơn so với các biện pháp dập dịch trước đây. Vậy mà không hiểu lý do gì, người dân Việt Nam người ta có những cái cuộc tranh luận, tranh cãi rất lớn về việc có sử dụng hay không sử dụng vaccine Trung Quốc. Người ta nói, bên cạnh cái bài toán thiếu nguồn cung, việc tiêm vaccine tại Việt Nam, đặc biệt sử dụng vaccine của Trung Quốc là điều người dân Việt Nam đa số họ không ủng hộ và nhiều người còn tuyên bố tha chết không tiêm vaccine của Trung Quốc. Trong khi truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 1 triệu liều vaccine Sinopharm đến các cái điểm tiêm cho người dân trong thành phố. Tuy nhiên, có một cái video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy rất nhiều người đến điểm tiêm chích sau khi nghe thông báo họ sẽ sử dụng vaccine Trung Quốc để tiêm chích trong ngày thì đa số đã phản đối và bỏ về. Và điều đó giới chức thành phố cũng thừa nhận có hiện tượng vừa kể. Và người ta còn dẫn ra các cái trường hợp người lãnh đạo cao cấp nhất của thành phố Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Nên, trong cương vị chính ủy đã trực tiếp xuống gặp người dân để xem tình hình. Và những cái lời khuyến cáo của Nguyễn Văn Nên đã giúp cho người dân hiểu ra vấn đề là họ có quyền lựa chọn tiêm hay không tiêm. Truyền thông quốc tế đưa tin, ông Nguyễn Văn Nên đã tiếp xúc với người dân ở huyện Hóc Môn, quận Nhất khi biết người dân không đồng tình đối với việc sử dụng vaccine của Trung Quốc tiêm cho mọi người. Thì ông Nguyễn Văn Nên đã giải thích cho người dân hiểu và sau đó ông Nguyễn Văn Nên đã nói với các lãnh đạo thành phố rằng chúng ta cần phải rút kinh nghiệm là thông tin loại vaccine nào sẽ được sử dụng tiêm cho bà con nào đồng ý thì đến tiêm, không đồng ý thì không bắt buộc họ. Bởi vì trong thời gian vừa qua thành phố đã tiêm rất nhiều loại, nhưng từ nguồn hỗ trợ phân bổ bao nhiêu thì do trung ương chứ không phải lãnh đạo thành phố chọn vaccine Trung Quốc để tiêm cho người dân. Trong khi đó, thưa quý vị, truyền thông phương Tây đưa tin, trong một cái khảo sát trên mạng xã hội Facebook của Đài Á Châu Tự Do AFA vào đầu tháng 6 năm 2021 đã cho thấy trong số hơn 4.000 phản ứng thì có đến 90 phản ứng nói rằng họ không muốn dùng vaccine của Trung Quốc. Theo đó, những cái tuần gần đây, khi thành phố Hồ Chí Minh họ nhập về 1 triệu liều vaccine Sinopharm trong tổng số 5 triệu liều mà thành phố này dự định mua về, và nhiều người dân ở thành phố đã lên tiếng bày tỏ những cái sự hoài nghi, nghi ngờ về cái độ an toàn và hiệu quả của vaccine Trung Quốc.
thậm chí phản ứng mạnh đến mức mà giới chức thành phố Sài Gòn buộc phải lên tiếng trấn an rằng việc tiêm vaccine là tự nguyện, không ai bắt buộc. Không có cái chuyện như những cái tin đồn cho rằng người dân sẽ bị phạt nếu không tiêm vaccine Trung Quốc. Song có một cái vấn đề nổi cộm ở Sài Gòn hiện nay, đó là trong số nhiều loại vaccine thì có cả cái vaccine Sinopharm mà do công ty Vạn Thịnh Phát của một người đàn bà giàu có tên là Trương Mỹ Lan nhập cả. Đó là 5 triệu liều vaccine Virocell. Nhiều người dân đã cho biết họ từ chối tiêm vaccine của Trung Quốc dẫu có bị phạt hay chết cũng không tiêm vaccine của Trung Quốc. Trong khi đó, truyền phương phương Tây đưa tin bà Trương Mỹ Lan là một con người đàn bà nổi tiếng giàu có ở Việt Nam. Tuy nhiên cũng có những cái sự nhập nhằng về tài chính liên quan tới việc tiếp tay cho một số quan chức Việt Nam tham nhũng, và đó là lý do tại sao dân chúng Sài Gòn trên mạng xã hội họ đã chuyển cho nhau xem những cái văn bản. Theo đó, người của tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan làm nơi tài trợ vaccine cho Sinopharm sản xuất. Vậy mà tập đoàn này đã đề nghị Bệnh viện Thống Nhất là một cái bệnh viện cao cấp dành cho các cái cán bộ sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm cho các cái nhân viên cũng như lãnh đạo của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nói về vấn đề này, có những cái người đề nghị giấu tên cho biết: tôi thấy mọi người thắc mắc rất đúng về cái danh sách phân bổ vaccine Trung Quốc cho các cái quận ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua. Theo đó, trong cái danh sách phân phối vaccine cho các cái quận huyện thì hai quận 5 và quận 11 là hai quận đông người Hoa nhất ở Sài Gòn. Vậy mà người ta không phân phối bất kể một liều vaccine Trung Quốc nào. Đó là một cái điều hết sức vô lý. Vì vô lý nên nó mới nảy sinh ra các cái thắc mắc là một cái chuyện hết sức bình thường. Tại sao vaccine của Trung Quốc do một người gốc Trung Quốc mua lại không được trích cho người gốc Trung Quốc mà chủ yếu lại trích cho con dân Việt Nam? Dư luận xã hội đưa ra những cái gợi ý đó cùng với rất nhiều câu hỏi lệch lạc, nhưng được đánh giá là họ rất có lý về ý đồ của các cái nhà làm chính sách, các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao vaccine Trung Quốc không tiêm cho người gốc Trung Quốc, trong khi lô hàng vaccine Trung Quốc Sinopharm đầu tiên 500.000 liều thì lãnh đạo Bắc Kinh đã yêu cầu tiêm cho các công dân Trung Quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam. Ngoài ra, tiêm cho những cái đối tượng là người Việt Nam sẽ sang làm việc ở Trung Quốc, còn thừa thì tiêm cho người dân ở các cái tỉnh biên giới với Trung Quốc. Vậy mà không hiểu lý do gì trong 1 triệu liều vaccine trong số tổng số 5 triệu liều người ta lại không tiêm trích cho những cái người Hoa. Điều đó cộng với cái việc bà Trương Mỹ Lan tăng vaccine cho Sài Gòn, nhưng chính bà ta và nhân viên của tập đoàn Vạn Thịnh Phát lại trích bằng vaccine của Anh Quốc chứ không trích bằng vaccine Sinopharm. Và người ta nói rõ ràng nó có những cái điểm mờ ám mà dư luận xã hội, đặc biệt người dân Sài Gòn, người ta yêu cầu phải làm rõ, và phải nói rõ thì mới thuyết phục được người ta có tiêm vaccine của Trung Quốc hay không. Trong khi đó, thưa quý vị, vẫn theo giới phân tích phương Tây, hiện nay đa phần các cái quốc gia ở Đông Nam Á sau một thời gian bị ban lãnh đạo Bắc Kinh mê hoặc, tới nay đã quyết định quay lưng với vaccine của Trung Cộng. Thưa quý vị, theo đó, cái sự tranh cãi không phải chỉ ở Việt Nam mà các quốc gia khác ở khu vực Đông Nam Á cũng vậy. Nó là những bằng chứng cho thấy Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines là những cái quốc gia chịu rất nhiều ảnh hưởng trong mối quan hệ với Trung Quốc như Việt Nam chúng ta. Vậy mà sau một thời gian bị Trung Quốc mê hoặc, họ đã muốn quay lưng lại với vaccine Trung Quốc. Được biết điều này đang xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà các quốc gia trong khu vực đều có một xu hướng chung như vậy. Thưa quý vị, trong cái bài báo thất bại của ngoại giao vaccine của Trung Quốc đăng trên Washington Post mới đây, Washington Post khẳng định với một cái chủng virus corona có tên là Delta, nó hoành hành dữ dội và tất cả các quốc gia Đông Nam Á
chuyển không dùng vaccine của Trung Quốc nữa. Theo Washington Post, những cái sự thay đổi nói trên trong một cái khu vực Đông Nam Á mà Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng với Hoa Kỳ, và rõ ràng trong chính sách ngoại giao vaccine của Trung Quốc, nó đã bộc lộ những cái hạn chế trong chính sách ngoại giao vaccine của Bắc Kinh. Và rõ ràng các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Malaysia là những cái quốc gia trước đây, lãnh đạo các quốc gia này, họ đặt một cái niềm tin quá lớn vào vaccine Sinovac của Trung Quốc. Họ đã bất chấp những cái cảnh báo từ giới chuyên gia y tế của nước họ cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, với cái hệ thống của các quốc gia vừa kể, cho tới thời điểm hiện nay, đã chịu những cái sức ép quá tải khi biến thể Delta, một lây nhiễm với tốc độ rất nhanh, lây lan khắp các cái thị trấn và thành phố. Thậm chí, con số tử vong ở Indonesia đã trên 100.000 ca. Theo Washington Post, Sinovac và Sinopharm là hai trong số những cái vaccine mà bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng sớm nhất. Nhưng phía Trung Quốc, họ không công bố những cái dữ liệu đầy đủ về kết quả thử nghiệm lâm sàng. Đó là lý do khiến cho hàng triệu người dân ở Đông Nam Á đã được tiêm chủng hai cái mũi vaccine của Trung Quốc do chính phủ các cái quốc gia vừa kể. Họ vội vàng đặt mua vaccine Trung Quốc trong bối cảnh nguồn cung hạn chế. Và người ta nghi ngờ về cái giá bán của vaccine Trung Quốc rất cao, thậm chí cao gấp đôi những cái vaccine của các quốc gia phương Tây. Liệu điều đó có ảnh hưởng gì tới quyết định của các giới chức các quốc gia vừa kể trong việc ưu tiên mua vaccine Trung Quốc hay không? Tuy nhiên, theo Washington Post, những cái sự vội vàng của các chính phủ, nó ở trước cái thời điểm mà Hoa Kỳ cam kết sẽ chia sẻ những loại vaccine do phương Tây sản xuất trong một cái chương trình COVAX. Và khi các quốc gia giàu có ở phương Tây, họ nhanh chóng tiếp cận được với nguồn vaccine loại tốt của Hoa Kỳ như Pfizer, Moderna, thì một số nước phát triển không còn một cái lựa chọn nào khác buộc họ phải trông cậy vào vaccine Trung Quốc. Tuy nhiên, thưa quý vị, vẫn theo Washington Post, những cái nghi ngờ về hiệu quả của vaccine Trung Quốc nó đã tăng lên vào khoảng tháng 6 năm 2021, khi mà ở Indonesia, người ta ghi nhận các cái ca tử vong của COVID-19, trong đó rất đông các cái bác sĩ và nhân viên y tế của Indonesia, dù đã được tiêm đầy đủ 2 mũi nhưng vẫn tiếp tục bị nhiễm và dẫn tới ít nhất có 20 ca tử vong. Đó là lý do tại sao đầu tháng 6 năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng như giới chức y tế của Indonesia đã có những cái công điện hỏi các đại diện của hai công ty dược phẩm Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc lý do tại sao tiêm chủng đủ 2 mũi vẫn tiếp tục lây nhiễm và tử vong. Tuy nhiên, đại diện của hai công ty dược phẩm của Trung Quốc không trả lời các yêu cầu những cái thông tin vừa kể. Thưa quý vị, không riêng chỉ Indonesia, theo Washington Post, Thái Lan cũng lập tức trong những ngày gần đây đã phải thay đổi chính sách tiêm chủng của mình khi họ quyết định chuyển sang sử dụng kết hợp các mũi tiêm với mũi đầu là vaccine Sinovac, mũi thứ hai là AstraZeneca. Như quý vị đã biết, các nhân viên y tế của Thái Lan trước đó tiêm chủng 2 liều vaccine của Trung Quốc vẫn có những cái tình trạng lây nhiễm và tử vong. Đó là lý do người ta phải tiêm một mũi thứ ba, đó là các loại vaccine AstraZeneca hoặc vaccine được sản xuất theo công nghệ như Pfizer hoặc Moderna. Thưa quý vị, chưa hết, ngay cả những cái đồng minh được cho là thân cận nhất của Bắc Kinh, đó là Campuchia. Vậy mà thưa quý vị, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết trong những ngày này họ đã bắt đầu cung cấp các cái mũi tiêm nhắc lại, tức là mũi tiêm thứ ba bằng cái loại vaccine AstraZeneca của Anh Quốc cho những cái người dân hiện nay ở Campuchia đã tiêm 2 liều vaccine do Trung Quốc sản xuất. Được biết hiện nay khoảng trên 50% số dân ở Campuchia đã được tiêm phòng bằng vaccine của Trung Quốc. Thưa quý vị, trả lời cái câu hỏi của báo giới vào tháng 5 năm 2021 về việc tại sao Campuchia lại phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc trong vấn đề vaccine, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thẳng thắn trả lời:
Nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì tôi dựa vào ai? Nếu tôi không nhờ đến Trung Quốc thì tôi sẽ biết nhờ cậy vào ai? Và nếu không có sự hỗ trợ cho người Trung Quốc thì có thể chúng tôi không có vaccine cho người dân của mình. Tuyên bố là như vậy. Thưa quý vị, vậy mà cho đến hôm nay, ông Hun Sen đã phải quyết định tiêm bổ sung mũi thứ ba bởi vì trước cái tác dụng vô hiệu của vaccine Trung Quốc. Trở lại cái vấn đề nguy cơ người dân Việt Nam chống đối Trung Cộng một cách quyết liệt hơn nhân cái đại dịch COVID-19, hay nói cụ thể hơn là trong cái vấn đề sử dụng vaccine của Trung Quốc hay không. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế Việt Nam thông báo, đã có 80.348 ca bệnh đã được điều trị khỏi. Nhưng thưa quý vị, theo Washington Post, theo thông tin từ Nhật Bản, cái hãng thông tin Nikkei, thì Việt Nam hiện nay đã tụt xuống ở cái hàng chót trong thành tích chữa bệnh COVID-19. Theo Nikkei, cái chỉ số lành bệnh ở Việt Nam, trong khi vào đầu tháng 8, Trung Quốc 74 điểm đứng hàng đầu, vì họ được cho là có các phương tiện y tế cho hàng tỷ dân, mà số bệnh nhân lây nhiễm ở Trung Quốc rất ít. Trong khi đó, New Zealand đạt cái số điểm 69,5, Hungary 69 điểm, đã thay cho Malta và Ba Lan của tháng 7. Trong khi đó, vào tháng 6, chỉ số chữa lành bệnh của Việt Nam đứng hàng 100 trong tổng số 120 quốc gia trên thế giới. Đến đầu tháng 7 đã tụt xuống hàng 114 và trong 7 ngày đầu tháng 8 đã rơi xuống hàng 120, tức là đội sổ cùng với Thái Lan, cả hai được 22 điểm. Với cái trình độ phòng bệnh cũng thấp kém, không khác gì việc chữa bệnh ở Việt Nam như hiện nay, mặc dù không có một cái phong trào chống vaccine như ở Hoa Kỳ. Trong khi người dân ở Hoa Kỳ, theo Washington Post cho biết, họ đã được trích ngừa tới 57% đủ hai liều. Còn ở Việt Nam tới đầu tháng 8 mới tiêm được 9 triệu rưỡi liều, tức là chưa tới 5% dân số được trích thuốc chủng đầy đủ, mà cái số tiêm đầy đủ hai liều chỉ là khoảng 1 triệu người. Đây là một cái tỷ lệ thấp nhất so với các quốc gia Đông Nam Á hiện nay. Giải thích về lý do tại sao có sự chậm trễ, theo Washington Post cho biết, chính quyền Hà Nội tuyên bố trong năm 2021 họ sẽ mua 120 triệu liều vaccine. Tuy vậy, nó vẫn thiếu khoảng 30 triệu liều trên tổng số dự kiến tiêm 150 triệu liều. Trong khi đó, Việt Nam được tặng một cái số lượng vaccine không hề nhỏ, sấp xỉ 20 triệu liều. Ngoài ra cũng tiến hành mua của một số hãng dược phẩm phương Tây. Thưa quý vị, đến đầu tháng 6 năm 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hứa tặng cho Việt Nam 500.000 liều vaccine của công ty Sinopharm, và số vaccine đó đã được đưa sang Việt Nam từ lâu, trong khi Trung Cộng cung cấp cho 80 quốc gia trên thế giới với số lượng vaccine Sinovac và Sinopharm là 350 triệu liều. Nhưng người Việt Nam, kể cả ban lãnh đạo Việt Nam ban đầu, người ta không tin tưởng vào những cái thuốc chủ của Trung Quốc. Tuy nhiên, những cái tin tức sau đó càng tăng thêm những cái mối nghi ngờ của người Việt Nam, bởi vì nhiều nước sử dụng hai vaccine của loại Trung Quốc vừa kể, nó đã không có tác dụng phải trích một cái mũi thứ ba. Đó là các cái quốc gia như Mông Cổ, Chile, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, vân vân. Trích ngừa cho dân số trích ngừa cho dân hai mũi, nhưng những người trích hai mũi rồi vẫn mắc bệnh và tử vong. Trong khi đó, chính phủ Mỹ đã yểm trợ cho Việt Nam một cái số lượng vaccine được cho là dự kiến sẽ khoảng 10 triệu liều vaccine Moderna và Pfizer. Hiện nay số vaccine mà Mỹ cung cấp cho Việt Nam trên 5 triệu liều. Đó là lý do tại sao kể từ đầu năm 2021, Trung Cộng đã công kích những cái vaccine của Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây. Thậm chí tạp chí Hoàn Cầu Thời Báo đã mô tả việc sử dụng vaccine của Hoa Kỳ và các nước phương Tây là rất nguy hiểm. Báo Nhân dân Nhật Báo của Bắc Kinh đã mô tả những cái câu chuyện những người già ở Na Uy đã chết sau khi trích vaccine của Pfizer và Moderna, mà người ta nói đó là những chuyện bịa đặt không có chứng cứ. Và thưa quý vị, đến bây giờ
những cái vaccine của Trung Cộng đã được các lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận là nó kém hiệu quả so với các vaccine của các nước phương Tây. Và đó là lý do người dân Việt Nam càng không tin vào vaccine của Trung Cộng. Và đó cũng là nguyên nhân người dân Sài Gòn họ ưa thích các loại thuốc Moderna, Pfizer của Hoa Kỳ. Hoặc tối thiểu nhất người ta chấp nhận sử dụng vaccine AstraZeneca. Chứ đa số người dân ở Sài Gòn, người ta nói không với vaccine của Trung Quốc. Tuy nhiên, những cái vấn đề các quốc gia phát triển, người ta ủng hộ hay viện trợ cho vaccine đối với Việt Nam, nó ở trong một cái vấn đề hạn hẹp. Bởi vì sự minh bạch ở Việt Nam không rõ ràng. Đó là lý do Hoa Kỳ cũng như các quốc gia phương Tây, họ hết sức dè dặt trong việc hỗ trợ. Chỉ có Hoa Kỳ với những điều kiện đặc biệt, ngoài số hơn 5 triệu liều vaccine cung cấp cho Việt Nam, chính phủ Hoa Kỳ đã tặng 17,7 triệu đô la giúp Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19, đầu tư 1 tỷ Mỹ Kim vào các cơ sở y tế để gia tăng phòng chống bệnh dịch. Nhưng không có một quốc gia nào họ có thể viện trợ cho dân Việt Nam, bởi vì ở Việt Nam được cai trị bởi một cái chính quyền thiếu trong sạch và hữu hiệu. Chỉ một cái que thử nhanh COVID-19 giá có 1 đô la, vậy mà ở tỉnh Quảng Nam người ta sử dụng cho dân và thu một số tiền lên tới 734.000 đồng. Và một lần xét nghiệm tại bệnh viện tỉnh Đồng Nai cũng ở cái giá từ 300 tới 734.000 đồng. Còn những người ở nông thôn phải trả khoảng 600.000 tới 1.500.000 đồng cho một liều thử chỉ có 1 đô la. Kể cả cái vấn đề ở Việt Nam hiện nay, ai được trích ngừa chết, thì ở Việt Nam nó có đầy rẫy những cái cảnh bất công. Một giáo viên đại học sư phạm Đà Nẵng đã than phiền với Washington Post rằng gần 3.000 đồng nghiệp của họ tại thành phố Đà Nẵng chưa ai được trích, trong khi các đồng nghiệp của họ ở Sài Gòn và Hà Nội đã được trích đầy đủ. Đó là lý do tại sao đại dịch COVID-19 đã khiến cho người Việt Nam thêm một cái dịp biểu độ tinh thần chống Trung Cộng. Người ta chống đến cả cái việc tiêm vaccine. Người dân Việt Nam với một cái truyền thống hơn 1.000 năm Bắc thuộc và 4 năm lần Trung Quốc xâm lăng tái chiến, đó là những cái ký ức không thể nào xóa bỏ được. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã theo dõi tới phút cuối. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa, Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn. Và xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.